Đây ạ, trời ơi anh Vũ Hải quá tuyệt vời đó, nhưng mà kẹo vừa vừa anh kinh to quá em không vừa mồm. Được ạ, được ạ. Để cái quá ngọt ngào luôn cho em xin ạ. Dạ. Ngày xưa cách đây 2015 mà em cũng đã từng ăn kẹo của anh Đàm Vĩnh Hưng và hát được, bây giờ kẹo của anh Vũ Hà em cũng vẫn ăn được. Dạ. Em xin phép ạ. Mày cắn phải không? Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Nếu bây giờ được cho nên một lần thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối nhưng đắng cay trong ngày mai. Cho em xin thêm cái nữa đi, em hết rồi. Hết rồi ạ. Biết cái kẹo là phải ăn mấy cái một lúc thì nó hát mới hay. Dạ, công nhận luôn, mà giọng hát là bất chấp là sự cố âm thanh như thế nào. Dạ, cảm ơn Phượng Vũ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ, chắc là lâu lắm rồi em không ăn kẹo đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy thì chắc là mình phải hát liên khúc mới ăn đủ hết kẹo mà em thích đúng không? Dạ vâng, em cũng đang định thế đấy. Cảm ơn những tình cảm của Phượng Vũ ha, cảm ơn em. Dạ. Bây giờ chắc mình đấu đá cái bức tranh gạo này đi nhờ.